watching this, or can I change the channels? Em đúng không chị? Đúng rồi. Oh no, go ahead. Where's the remote? On the table. Is there anything wrong tonight? The Big Bang Theory. I love this show. It's hilarious. Really? I'm not a Hills fan. The dialogue is so contrived. It's starting. Oh no, it's a rerun. I've already seen this episode. Let's see what else is on. What do you feel like watching? Something entertaining. No, talk shows or documentaries. The Bachelorette? You know, I can't stand that show. The Price is Right? I'm not in the mood for a game show. Why don't you stop channel surfing and just check the TV guide? Hey, the season finale of Lost is on Channel 5. Yeah, okay. Let's watch that. Ok, em đã xong ạ. Rồi, đạt chỉ bốn em. Luyện rất là nhiều, em luyện ít quá. Trời ơi, như đi ăn nói xong người ta nghe được em ơi. Luyện gấp 5 lần nữa chị. Hòa mày. Không là là em chỉ có làm cho qua chuyện thôi, chứ còn trong lõi là không có chi hết trong đâu. Rồi, của Hương là cần luyện tập sự đều đặn và hàng ngày. Hương bây giờ đi đến nhóm mấy? Nhóm 7 ạ. Hương review cho ai? Em review cho bạn Liêm ạ. Ok. Tập đúng rồi. Úi dạ, y chang. Chính xác. Hương phải rèn cho Liêm. Đây kiểu fluency hai chị em dẫn dắt nhau đi nha. Cả hai chị em đều của cái chân làm đó là cái sự đều đặn luyện tập. Cố gắng lên nhá. Rồi tiếp nào. Thu và chị Hương số 46. Đạt là rất là huyền rất là nhiều vào em. Như vậy chứ được. Không hài lòng. Rồi câu nào. Are you watching this or can I change the channel? Oh no, go ahead. Where's the remote? On the table. Is there anything good done tonight? The Big Bang Theory. I love this show. It's hilarious. Really? I'm not a huge fan. The dialogue is so contrived. Shh, it's starting. Oh no. It's a rerun. I've already seen the episode. Let's see what else is on. What do you feel like watching? Something entertaining. No talk shows or documentaries. The Bachelorette. Ooh, do you know, I can't stand that show. The Price is Right. No, I'm not in the mood for a game show. Why don't you stop changing and just check the TV guide? Hey, the season finale of Lost is on Channel 5. Yeah, okay, let's watch that. Rồi. Âm lơ âm nơ. Hai người, cả hai bạn đều rất là tốt. Thu em đọc rất là chắc. Rồi. Chị Hương ổn. Duy trì cái sự luyện tập để chị Hương nghe. Đừng có để nó tụt một mất. Rồi tiếp nào. Viên và Vi 35 36. I'm watching this. Can you change the channel? Oh no. Go ahead. Where's the remote? On the table. Is there anything good on tonight? The Big Bang Theory. I love this show. It's hilarious. Really? I'm not a huge fan. The dialogue is so contrived. It's starting. Oh no.
is a rerun. I've already seen this episode. Let's see, what else is on? What do you feel like watching? Something entertaining, no talk shows or documentaries. The Bachelorette. You know, I can't stand that show. The fries eat right? No, I'm not in the mood for a game show. Why don't you start channel surfing and just check the TV guide? Hey, the season finale of Floss is on channel 5. Yeah, okay, let's watch that. Rồi, ổn, cả hai bạn ổn. Số 36 cần phải luyện hơn nhiều thêm chút nữa để tăng cái độ fluency lên em nghe. Rồi, 37, 38 nào, go. Are you watching this or can I change the channel? Oh no, go. Tại sao 37, 38? 37, 38 là... Ý là 38. Đúng rồi, 37, bạn nào? Em là Hằng. Hằng đâu? Em Hằng. Anh Thu chứ. 37, 37, 37, rồi cả hai, hai số 7, Hào hay chi? Thôi, Hằng trưởng đi, Thu để sao em hí? Dạ. Rồi, tiếp nào. Are you watching this or can I change the channel? Oh no, go ahead. Where's the remote? On the table. Is there anything good on tonight? The Big Bang Theory. I love this show. It is hilarious. Really? I'm not a huge fan. The dialogue is so contrived. It is starting. Oh, no. It's a rerun. I've already seen this episode. Let's see. What's going on? What do you feel like watching? Something entertaining. No talk shows or documentaries. The Bachelorette. You know, I can't stand that show. The Rise is right. Nah, I'm not in the mood for a game show. Why don't you stop channel surfing and just check the TV guide? Hey, the season finale of the of Lost is on the channel 5. Yeah, okay. Let's watch that. Rồi. Bạn thứ hai á, em cần phải đọc cái đồ fluency lên em một chút nữa. Rồi, tiếp nào. Ba tám, ba chín đúng không? Rồi, ba tám, ba chín. Bạn ba tám đọc một đi. Dạ. Alo, bạn ba tám đọc một đi. Em Thu xin đọc tại bạn 38 lúc nãy đọc với Hằng rồi. Ờ rồi, ok, được. Are you watching this? Or can I change the channel? Oh no, go ahead. Where's the remote? On the table. Is there anything good on tonight? The Big Bang Theory. I love this show. It's hilarious. Hilarious. Rồi. Really? I'm not a huge fan. The dialogue is so contrived. It's starting. Oh no, it's reruns. I already seen this episode. Let's see what else is on. What do you feel like watching? Something entertaining. No talk shows or documentaries. The Bachelorette. You know, I can't stand that show. The Price is Right. Now, I'm not in the mood for a game show. Why don't you stop channel surfing
and just check the TV guide. Hey, the season finale of Lost is on Channel 5. Yeah, okay, let's watch that. Rồi, ok. Ở các ngày mùng 1 và ngày 15 hàng tháng thì các bạn không cần học nhóm nữa. Một tháng các bạn nghỉ 2 ngày đó cho review là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là Huyền em cần có cái sự kết nối. Trong cái từ em nói ra em rất là đơ, không có sự kết nối gì ở trong đó hết á. Rồi, cố gắng nhá. Rồi, số 41, 42 nào. Quick, 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 41, 42 đâu rồi? 41 đi ạ. Bạn 41 đọc trước đi ạ. Bốn một là ai chị? Bốn một cảnh trinh bật mic lên cảnh trinh. Đầm quá. Rồi rồi ok, nhanh lên nào. You watching this or can I change the channel? Oh no, go ahead. Where's the remote? On the table. Is there anything good on tonight? The Big Bang Theory, I love this show. It's hilarious. Really? I'm not a huge fan. The dialogue is so contrived. It's starting. Oh no, it's a rerun. I've already seen this episode. Let's see what L is on. What did you feel like watching? Something and the timing, the talk shows of the documentary. The Bachelorette. You know I can't stand special. The price is right. I'm not in the mood for games, so we don't use the channel surfing and just check the TV guide. Hey, the season finally of Lost. Yeah. Hey, the season finally of Lost is on Channel 5. Yeah, okay, let's watch that. Xong rồi. Rồi. Chú Trinh coi lại cái loa của chú đang mà chú đọc giống cái kiểu mà bị ở trong cái gì đọc nghe không rõ, nhưng mà tôi cảm nhận được cái intonation của chú rất là tốt, mượt hơn rất hồi trước rất là nhiều, và chủ động trong cái intonation tốt, nhiều ngân cũng rất là ổn. Rồi tiếp nào, số 43 của con Thảo nào 43 của con. Are you watching this on channel? Can I change the channel? Oh no, go ahead. Where's the remote? On the table. Is there anything good on tonight? The Big Bang Theory. I love this show. It's hilarious. Hilarious. Really? I'm not a huge fan. The dialogue is so contrived. It's starting. Funny. Oh no, it's a rerun. I've already seen this episode. Let's see what tells you on. What do you feel like watching? Something entertaining. The talk show or documentary. The Bachelorette. You know I can't stand the talk show. The price is right. No, I'm not in the mood for a game show. Why don't you stop, change the shopping and just check the TV guide? Hey, the season finale of Lost is on Channel 5. Yeah, okay, let's watch that. Rồi, Thảo em cần luyện cái đồ fluency lên. Dạ. Hiện tại là accuracy em là tạm ổn, nhưng mà fluency em cần luyện lên nhiều. Chị Ngọc em rất hài lòng. Chị Ngọc làm được mấy video 100 rồi?
Mới có một á, gửi qua em đi. Gửi qua em để đồng viên tinh thần anh em. Rồi, bây giờ mình hàng tóm tắt lại cái buổi này, buổi review này là các bạn đã có sự nỗ lực rất là nhiều trong luyện tập, rất là xịn, Hằng rất là hài lòng về cả độ accuracy và fluency. Ở đây có hai cái lỗi, đó là lỗi về âm L, âm N, âm S, âm S, số 7 và số 11 á. Tí nữa ở dưới cái bài mà link luyện tập Luca số 3 này á, là sẽ có 4 bài tập, 3 đến 4 bài tập cho luyện các đó, các cái âm đó. Các bạn record lại các cái bài tập, từng bài tập một, và check ở trên dictation.io hoặc là speednote.com để xem máy nó nhận ra cái âm của mình có đúng hay không. Và ghi note lại bài tập không, tí nữa là về nhà quên đi. Ở dưới đó sẽ có 3 đến 4 bài tập, và mỗi bài tập là một video, và kèm dưới cái video đó là một comment em đúng được bao nhiêu phần trăm trong đó. Nói sao cho máy nó nhận ra được là được. Máy ở bữa đi nó thông minh lắm. Các bạn check cái thằng mà PTE thấy chưa? Sai cái là nó đâu có nhận đâu. Nó kinh hoàng lắm. Rồi. Thằng ơi cho Thảo check đi. À, Thảo mất rồi. Thảo số mấy? 32. Hèn chi. Mình bị sửa số 32 rồi. Kêu chứ không ai nói gì hết. Rồi. Thảo về Hương. Sao Thảo về Hương số 45 nào? Alo. Hương ơi, bạn nghe được chưa? Hương ơi, Hương 45. Rồi, ok, go. Are you watching?